Dạ vâng, Phạm Quyết Audio xin kính chào các bác. Và hôm nay là buổi chiều của ngày mùng 8 tháng 9 năm 2019. Thì trước mặt các bác đây là một bộ karaoke mà em xin được test nhạc, sẽ lắp đặt gửi cho một em là em giấu tên, có địa chỉ tại Lý Nhân, Hà Nam, bởi em ấy không muốn làm phiền và đã kết bạn Zalo, gửi video, hình ảnh và em ấy đã đồng ý lấy một bộ karaoke trị giá là 15 triệu, giá bán tại trung tâm. Và sáng mai là sẽ lên đường đến lắp cho nhà em. Đầu tiên là một em đẩy niền vang có tên là A4000, màu xanh rất là nhã nhặn, được trang trí rất là đẹp bởi những chiếc áp có đèn báo, chỉnh âm lượng mic, âm lượng của music, có cổng kết nối USB và kết nối hệ thống Bluetooth các bác nhé. Có đầy đủ các chế độ chỉnh chiết áp tinh chỉnh, echo, đầy vợt, delay, bát trung chép cho mic, bát trung chép cho nhạc, cho ra chất âm cực kỳ là ngọt ngào. Một sản phẩm thứ hai đó là một em lưng tiếng idol EP100, quá quen thuộc với các bác rồi. Một sản phẩm thứ ba của em đó là một đầu mic không dây, đầu mic bãi có tên là TS-K500S, hàng bãi nhá, chất bãi, nhìn là biết ngay các bác, cầm rất sướng tay, đầm tay, cho ra chất âm cực nhẹ, cực bay. Và một sản phẩm thứ tư, sản phẩm thứ tư là một em súp B3 bát 30 gân cao su các bác nhé, bát 30 diềm vàng gân cao su đến từ thương hiệu của Đức. Một sản phẩm cuối cùng là sản phẩm thứ năm, đó là một cặp loa JBL, cặp loa JBL có tên là KB6012, được sử dụng bát 25 chép kèn titan, cho chất âm cực kỳ uy lực, tí tách, quá đẹp luôn. Và các bác nào mà muốn lấy một bộ karaoke, trước mặt các bác đây trị giá là 15 triệu tròn, thì trung tâm sẽ tặng tất cả các đầu dây nhạc vào, các dây cắm kết nối ra loa trị giá 200.000 đồng. Và bây giờ cũng không để các bác chờ lâu, thì bây giờ em, trước khi mà em giao hàng cho khách thì em đều phải test nhạc, tinh chỉnh tất cả các chế độ, tinh chỉnh tất cả các chế độ từ echo vang vọng, delay, reverb, bát trung chép sao cho thật ngọt ngào thì em mới gửi đi cho khách. Và bây giờ cũng là nhân đây, mời các bác nào quan tâm thì hãy vào đây để em xin được test nhạc, để các bác lắng nghe, đánh giá chất âm của bộ karaoke.
Dạ vâng, chất âm vì quá hay luôn rồi, quá hay, quá uy lực. Và bây giờ thì em xin được hát một đoạn karaoke. Alo, 1 2 6 7. Alo, 1 2. Tiếng vịt rất nhẹ và bay. Rất sáng các bác ạ. Tình trăm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu. Mà còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm lắm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tôi ở bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha làm ôm con sưởi ấm những canh dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho lên người. Và con ơi chớ bao giờ dối ra, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thường. Những đời qua trả năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Rất sáng. Và dạ vâng, và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn một em giấu tên và ở Lý Nhân, chúc cho sức khỏe em, chúc em có nhiều hạnh dài, sức khỏe hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Và cũng không quên được chúc tất cả các bác trên mọi miền đất nước có nhiều sức khỏe hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Các bác nào cũng muốn sở hữu một bộ karaoke trị giá là 15 triệu thì hãy gọi điện ngay cho em với số máy là 0325004686. Địa chỉ nhà em là 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và cuối cùng thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.